em thì ba mối tình, một mối tình là hồi học sinh, một mối tình nữa là ở hồi sinh viên thì được 3 năm. Thì sau khi ra trường thì em cũng có quen một người là khoảng 1 năm thì em chia tay. Mối nào sâu đậm nhất em? Dạ, mối tình sinh viên là sâu đậm nhất ạ. Với lại em đi làm rồi cho nên là em cầu toàn hơn, em suy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Dần dần thì hai người không có tiếng nói chung. Dạ đúng rồi, còn em quyết định là nói chuyện với em thì anh thấy thành một người con gái phù hợp với anh. Thì anh cũng mong là anh và em cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Thì được thì mình tiến tới hôn nhân. Thì em cũng rất là sẵn lòng, vui lòng để cho mình cơ hội để làm quen với anh. Và em thấy thì những cái về tính cách rất là phù hợp với em. Em xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em chào quý vị khán giả trong trường quay và chào anh bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hải, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm trưởng phòng đảm bảo chất lượng của công ty thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hiện tại thì em đang ở Bình Dương nhưng mà công tác thì tại ở thành phố Thủ Đức. Bạn Hải của quê đâu Hải? Dạ, em là quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Rồi dạ. ở Bình Dương với ai? Dạ, em ở với anh ruột ạ, với là chị dâu ạ. Rồi, mời em trai. Dạ, trước tiên em chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ và chào toàn thể khán giả trường quay. Rồi, chào em, nhưng mà em nói to lên cho ba đây nghe đi nha. Em tên là Lạng, em năm nay 27 tuổi ạ. Em hiện đang làm chuyên viên bên Trung tâm Hỗ trợ Xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì là anh? Dạ, Trương Công Lạng. Trương Công Lạng hả? Trời, tên dữ quá ta. Dạ, chữ công thì nó cũng có lạ một tí, là nó là không phải là chữ C mà là chữ K. Chữ K đó hả? Dạ. Lạ vậy? Dạ, tên ba mẹ đặt hai anh em trong nhà là là chữ K ấy. K hết luôn. Dạ. Công lệnh. Dạ. Chuyên viên là làm cụ thể là mình làm cái gì? Dạ, thì cái công việc ở em làm đó là mình là tiếp nhận những cái đối tượng người ăn xin, người lang thang cơ nhỡ, những cái đối tượng yếu thế trong xã hội á, thì mình tạo điều kiện cho họ là chăm sóc nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng. Là làm bên Sở Lao động Thương binh Xã hội đó. Dạ, Sở Lao động Thương binh Xã hội. Thôi, mời nhà gái. Thì cũng khá hay ha. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán, rất là có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra thì em rất là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em biết nấu ăn và nấu ăn cũng khá là ngon. Với lại em hát cũng khá là hay. Em xin dành tặng cho mọi người với anh bên kia một đoạn nhỏ ca khúc Anh ơi đánh rơi người yêu. Hay quá. Ý là nhắc đừng đánh rơi đó nha. Đêm dài thêm với những nhớ nhung ban chiều, khi người chợt ghé đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại anh không này. Dạ em xin hết ạ. Nhà gái trai đáp lại đi. Công lệnh nè, hát bài nào tặng nhà gái đi. Dạ em không biết hát. Không biết hát hả? Em hát dở. Kệ nó hát cái gì đó, ta hát rồi mình hát luôn. Dạ em hát thì mọi người cổ vũ cho em. Rồi, ok. Dạ, bắt đầu. Em hát một đoạn nhỏ. Dạ. Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu. Từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều. Biết yêu thương và lo lắng, sẽ chia vui buồn khó khăn. Có lẽ vì thế em là hạnh phúc của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên đây nữa rồi. Cầm chặt tay anh mỗi khi em quên mất. Ông ấy hát rồi đó hả mọi người? Ưu điểm của khuyết điểm của công lệnh là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có trách nhiệm với công việc. Với lại em luôn luôn đúng giờ. Đúng giờ. Dạ. Với lại em cũng có sở thích nấu ăn, mặc dù là có thể là nấu không ngon lắm nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Còn nhược điểm của em là em cũng thế, ưu điểm là đúng giờ nên nhược điểm của em là em không thích những người mà kiểu là không đúng giờ. Nói chung là ngay cả người yêu hay ba mẹ ở nhà, tức là hẹn lúc mà nào hẹn với em thì phải đúng giờ. Em có thể là em tới em chờ trước, nhưng mà có thể là trên đường đi thì mình có thể bù vô 30 phút chẳng hạn, nhưng mà phải nó đúng giờ, cái tức là em cho phép trừ ra trước cái thời gian mà trễ. Nhưng mà nó hẹn em mấy giờ đúng giờ. Bạn gái ở bên đây á, khi mà nghe bên kia chia sẻ là em là một người rất là đúng giờ, em không thích người không đúng giờ, có tôi thấy bạn gái bên đây cười mỉm mỉm mà hơi quê quê.
Tôi không biết. Chắc bên đó trật giờ lắm hả? Bên đây hay trật giờ lắm hả em? Dạ, thì em cũng lề mề tại vì em rất là kỹ tính. Em làm gì em cũng kỹ, với lại em chuẩn bị hơi lâu. Nhưng mà về thời gian á, thì em sẽ canh giờ và cố gắng sẽ đi được đúng giờ. Mà trong việc gì thì em cũng rất là lề mề. Nhưng mà phải có cái giờ chính xác là bao nhiêu thì em sẽ chính xác giờ đó em có mặt. À, dạ. Cũng may quá. Lề mề mà không trễ giờ là được rồi. Tại vì em hiện giờ đang đi làm và em đang đi học cao học nữa. Nên là thời gian em nó hạn chế. Nên là em làm việc gì hẹn hò hay là đối với người khác thì nó cũng đúng giờ á. Tại vì em còn phải nhiều công việc nữa. Đúng rồi. Dạ. Em trai, nhưng mà chị Lan nói nè. Hello cưng. Dạ, em chào chị. Biết sao không? Nhiều khi con gái á, người ta cũng có những giây phút mà người ta hơi điệu một chút xíu. Dạ. Tại vì đi gặp người yêu mà, cho nên là người ta sẽ chuẩn bị cho người ta kỹ hơn một chút để đẹp nhất trong mắt người yêu. Thì nhiều khi á, sắp tới này hai bạn mà hẹn hò với nhau mà lỡ có trễ giờ, lệch giờ chút xíu thôi cũng thông cảm hen. Dạ, chứ đừng như... có nguyên tắc quá tội nghiệp. Dạ bạn, ý là ví dụ như em có thể là bạn nữ có thể canh là bạn nữ trang điểm 2 tiếng đi. Thì nói là em trang điểm 2 tiếng là em sẽ tới đúng cái giờ đó. Nhiều khi bữa đó nó trục trặc nó 2 tiếng rưỡi. Nên là lỡ mà có hơi lệch chút xíu thì thôi thông cảm nha. Cái này chị Lan nói trước, chị Lan xin trước đó. Dạ dạ vâng. Nói chung em sẽ cố gắng. Thật ra bạn ấy làm nhà nước cũng khó. Dạ. Nhiều khi dù giống như là người ta hẹn 12 giờ tan người ta đi ra đi chơi tiếng đồng hồ, 1 giờ vô công tác. Nhưng mà chờ tới 1 giờ bạn kia tan điểm chưa xong là ta bắt buộc ta phải đi luôn. Thì tới giờ đi đi thôi, nhưng mà đừng khó chịu gì chuyện đó. Dạ. Nha. Trễ hoài cũng khó chịu chứ. Thì sẽ cố bên đây cố gắng không trễ thôi. Bên đây cố gắng, mà ý tôi nói là có những cái lúc mà nó trường hợp bất khả kháng xảy ra, những cái chuyện xui rủi nó xảy ra là sao? Đúng rồi, lúc yêu còn chịu được. Tại lúc lấy nhau rồi trễ là mệt lắm á. Tôi hay lo lắng nên tôi phải nói trước vậy đó. Nhiều khi cái chuyện mà trễ giờ mà người ta chia tay nhau, người ta bỏ nhau đó. Tôi thấy cái chuyện mà trễ giờ mà vì chuyện trễ giờ mà chia tay nhau tôi thấy hơi quá đáng. Có đó, rất là nhiều cái chuyện ly dị với nhau bởi vì là một trong hai người là luôn luôn trễ giờ, không bao giờ đúng giờ. Mà đó là trường hợp người ta không có chịu thay đổi vì nhau. Nhưng mà ở đây thì mình nói trước thôi. Nhưng đúng mà trong rồi. Quá trình yêu nhau hai bạn này là sẽ thay đổi. Mỗi bên nhịn nhau một chút. Đúng rồi. Là được. Ha em ha. Dạ. Ok. Rồi giờ mình nói tình trường của mình đi. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì 3 mối tình. Một mối tình là hồi học sinh. Một mối tình nữa là ở hồi sinh viên thì được 3 năm. Thì sau khi ra trường thì em cũng có quen một người mà khoảng 1 năm thì em chia tay. Dạ. Là 3 mối tình đó hả? Dạ. Mối nào sâu đậm nhất em? Dạ, mối tình sinh viên là sâu đậm nhất ạ. Thời sinh viên ôm ai rồi. Dạ đúng rồi, bạn với em thì rất là hiểu nhau. Nó lãng mạn cái là bạn đi xe đạp, khi nào bạn cũng đi học thì bạn ấy qua đạp xe đạp rước em đi học, sau đó là về thì trưa thì nếu mà bạn về có tiết dừng trước á, thì bạn đợi em trước khoa để hai đứa cùng đi ăn, xong rồi lúc đi về cũng đi cùng nhau. Tức là trong cái thời điểm mà sinh viên á, là tụi em dính nhau như xem vậy đó. Nhưng mà khi mà em thì lý do chia tay thì là do em ra trường trước thì em đi làm và em đi ở xa bạn đó, với lại khoảng cách rồi, với lại em đi làm rồi cho nên là em cầu toàn hơn, em suy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Hay là dần dần thì hai người không có tiếng nói chung nữa. Dạ đúng rồi, bọn em quyết định dừng lại. Dạ. Bên kia 3 mối tình. Bên đây mấy mối? Em thì 2. 2 hả? 2 mà sao ngập ngừng quá vậy? Một mối tình nhưng với một mối tình nữa. Ủa 2 hay là 1? Đơn phương. Yêu mà không nhớ nữa hả? Không, tại là một mối đơn phương. Còn một mối là yêu. Yêu được lâu không? Dạ thì cũng có 7 tháng. Xong do lúc đó em học ở trong Sài Gòn, bạn đó học ở Huế. Xong xa quá. Yêu 7 tháng? Dạ. Mà xa nhau hết mấy tháng rồi? Xa nhau 7 tháng luôn. Ủa từ lúc quen nhau là bạn đó ở Huế luôn hả? Dạ, ông bạn đó ở quê thì xưa đi ông thi đại học với nhau thì em hay xin xe đi. Em hay... Đi ké xe? Dạ, nói chung em có xe nhưng mà em nói xạo là em không có xe. Trời ơi, cũng chiêu trò lắm chứ bộ, để tiếp cận người ta. Tôi đi được bao lâu? Dạ thì một năm 3 tháng, xong lúc đó bạn... Lúc là thi đại học thì bạn đó... thì rớt nguyện vọng một thì khóc rất là nhiều, xong em cũng hay tâm chia sẻ tâm sự, thì lúc đó là em cũng không có tỏ tình đó, bạn đó tự tỏ tình.
bạn tỏ tình luôn. Dạ. Rồi em ôm bạn ấy vào lòng luôn. Dạ xa quá, tại lúc đó em đi học. Em đi học, lúc mà quen nhau là em đi học ở trong này. Ui, tức là bạn vậy? Cái mối tình này là mối tình yêu xa. Đúng tức không? Là yêu nhau 7 tháng nhưng không có gặp nhau luôn hả? Dạ có gặp, có tết về gặp xong. Gặp mấy lần? Gặp được một lần. Một lần một? Dạ. Trời đất ơi. Gặp lần trong lần đó vậy đi... là chỉ là trong quá trình tìm hiểu thôi. Gặp lần đó rồi làm gì? Đi uống cà phê hay đi chơi hay làm gì? Dạ thì đi chơi chứ không làm gì. Đi chơi đó chứ không làm gì à? Dạ. Nắm tay chưa? Dạ rồi. Không không? Dạ có rồi. Dạ, cái gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Có một lần một hả? Dạ. Không một cái thôi hả? Chắc cũng nhiều cái chứ. Rồi sau đó chia tay 7 tháng luôn. Dạ. Chia xa chứ. Dạ. Chia xa 7 tháng rồi mà chia tay luôn. Dạ. Trời ơi lần định mệnh ha. Dạ. Họ kể vớt vát được lần nào hay lần đó. Dạ. Cũng may được một lần đó. Thấy thương quá. Bên kia ba mối tình, bên đây có mối tình nhưng mà cũng không có gì gọi là sâu sắc hết trơn á. Ừ. Bây giờ em gái. Dạ. Em nghe anh kia nói em thấy anh hiền không? Dạ. Có hiền. Hiền khô. Dạ, cũng có kỹ tính, có khó tính ở trong đó. Khó dụ dờ đúng không? Dạ đúng rồi. Nói vậy thôi, chứ ảnh mà gặp nhà gái khỏi giờ giấc luôn. Đợi tới sáng cũng được nữa. Em ơi, sau khi mà chị nghe tâm sự về tình trường bên đây rồi, chị thấy là anh ấy chưa có cái khoảng thời gian nào để gọi là hẹn hò hết đó em. Dạ. Cho không nên là chúng ta chưa xác định được cái vấn đề là nếu hẹn với bạn gái mà bạn gái hơi chậm chút thì ảnh phản ứng như thế nào, cái đó mình chưa xác định được. Còn ảnh chỉ nói là ảnh khó tính trong cái chuyện giờ giấc là công việc của ảnh thôi. Dạ. Trời ơi, tôi nói nhà trai nghe nha, gặp bên đây không đợi tới sáng mai cũng phải đợi. Thế, trời ơi, người ta xinh xắn như vậy. Dễ thương. Mà bản lĩnh nữa. Đúng rồi. Bên đây nhớ gọi chia sẻ chuyện tình yêu chút xíu cho bên kia có kinh nghiệm chút nha. Dạ. Bên kia chưa có kinh nghiệm gì hết trơn á. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một mà nửa yêu thương của mình như thế nào nè? Dạ, về ngoại hình thì khuôn mặt dễ nhìn, cao thì cao từ 1m7 trở lên. Về ngoại hình thì có một cơ thể hơi khỏe mạnh, có bờ vai rộng đó. Là bạn đấy có chơi thể thao thì có tập gym thì nó mới được như vậy. Bạn bên đây chắc chơi thể thao tạc lon này kia chứ. Có chơi môn gì? Nói chung là mặt bên đây sáng sủa. Dạ. Đẹp trai. Môn gì? Tươi. Chơi môn gì? Dạ nói chung là chiều lại thì em hay ra công viên chạy bộ thích xài đơn. Đó, ngon lành đó. Rồi. Dạ. Chị nói cho em nghe là body bên đây là đối với chị là chị rất là thích. Dạ nếu được thì em cũng thích là đi tập gym với bạn trai. Gym. Đó. Bên dạ. Đây bờ vai không đến nổi rộng lắm. Nhưng mà khỏe. Chắc khỏe, khỏe là được rồi. Bờ vai đâu quan trọng. Bờ vai rộng quá cái bụng nó cũng rộng theo luôn. Thành nó không khỏe đâu. Nè vai đó. Bên đây nè, rộng vai lắm rộng nè. Đó, bụng bự nè. Bụng cũng rộng theo đó. Vai bự rộng theo luôn. Bụng rộng theo luôn. Dạ. Có yêu cầu gì nữa không? Dạ có yêu cầu thì bạn trai cũng vui vẻ, cũng hòa đồng với mọi người, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Rồi không có gia trưởng. Không có rượu bia, không hút thuốc lá. Bạn này thì làm về công tác xã hội như thế thì chắc chắn là bạn rất là quan tâm đúng tới rồi. Người khác, chăm sóc người khác, chăm sóc người tốt, khác nữa, bảo vệ người khác cũng rất là tốt luôn. Còn gì khó hơn nữa không? Có cái gì em không thích không cưng? Em thích là bạn trai chủ động, tại vì em là một người ít nói, sống rất là nội tâm, ít chia sẻ nên là em muốn là có một người chủ động thì em mới cởi mở được. Bạn trai hơi hiền, cố gắng chủ động lên là được. Đó, đó. Bây giờ mình nghe mình nói gì hết rồi đó. Mình thấy em đáp ứng được nhiêu phần trăm nè? Dạ, nếu mà nói về chăm sóc người mình yêu hay là người nhà thì em làm tốt. Tại vì em nói chung công việc nhà thì em làm được hết. Không. Trước giờ thì em đi là học xa hay là gì thì em tất cả mọi thứ em phải làm hết. Rồi. Dạ. Về còn cái công việc của em thì thật ra thì tiếp xúc với rất là công việc xã hội mà tiếp xúc rất là nhiều người. Nói chung là em đi làm thì em nói rất là nhiều. Nhưng mà khi mà gặp bạn nữ là em nhát liền ha. Dạ. Tại vì đó cũng có một em cũng có em út nó giới thiệu nhưng mà kiểu là em tới em gặp rồi xong em cũng không biết nói gì. Trốn luôn đúng không? Không phải đâu, chẳng qua là vì chưa đúng đối tượng của em thôi. Chưa đúng thôi. Ừ, đúng em rà trúng cái đài của em một cái là bắt đầu đài của em nó sẽ tự động nó bật công tắc liền. Đối tượng của em là sao nè? Thì em cũng một nữ cũng ít nói.
tại vì em nói nhiều. Nói chung là em cũng không cần người bạn nữ đó quá làm nhiều thứ, nhưng mà chỉ cần em đi làm về thì nhắn tin hỏi câu một câu là hôm nay anh làm về có mệt không, nó như vậy là nó cảm thấy rất là vui rồi. Trời, dễ ẹt. Yeah. Kiểu em cũng không có yêu cầu là lúc nào cũng phải là ở bên và quan tâm, mà kiểu ai cũng có cái công việc riêng. Rồi em bây giờ thì em thứ nhất là ngồi đi làm ra thì em cũng có buôn, em cũng có bán thêm mật ong rừng ở quê, thì em về em thấy người dân ở quê thì người ta không có cái đầu ra, thì em cũng muốn giúp, thì em cũng bán, thì bán công việc thì nó cũng bán thì nó cũng ít, nhưng mà nói chung em cũng cứ bán, cứ tạo cái uy tín từ từ. Thứ hai là em còn đang học, sắp tốt nghiệp thạc sĩ, nên là em tương lai thì em cũng có dự định là sẽ đi dạy ở một trường đại học nào đó. Bạn này là tương lai rộng mở. Tức là đang học thạc sĩ nữa. Yeah. Nên là bạn này có một cái ý chí cầu tiến rất là tốt, hiền lành, thật ra rất là hiền lành luôn. Yeah. Làm công tác xã hội nên rất là chân thành. Đó, anh thấy được á. Hai bạn này là thấy là tương đồng với nhau. Bây giờ mình... Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, nay em đi với mình. Rồi, có chú Quyền Linh lo. Mình đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp với là chị dâu. Đồng nghiệp, rồi. Xin mời ai đó đại diện nhà gái. Chào nhà gái ạ. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp với bé Hải cũng được thời gian lâu rồi. Nhưng mà bé Hải thì nó có một cái cá tính hiền lành và trung thực. Thì em thấy bạn trai bên này thì cũng thấy tương đối. Chứ giữa hai người phải bỏ ra thời gian để kiếm cái này, một nửa của nhau. Tức là cái cá tính đó. Thì em cảm thấy cũng thấy phù hợp. Còn đây là chị dâu. Thì để chị dâu nhận xét một xíu. Chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em có câu hỏi muốn hỏi bạn trai là như kiểu là thấy bạn đúng giờ á, quan trọng việc đúng giờ vậy, bạn có gia trưởng hay gì không? Dạ không, tức là em trong mọi việc trong gia đình á, thì nhà em thì mọi việc trong gia đình thì tất cả đều ra bàn bạc với nhau. Tức là người này không thích người kia làm những cái gì thì mình sẽ trao đổi với nhau rồi mình đi đến một phương án rồi tất cả cùng thực hiện. Chứ không có cái kiểu là áp đặt ý chí là muốn người này phải làm theo ý mình. Tức là phải trao đổi trước với nhau. Hải thì yêu thú cưng, thích nuôi mèo với nuôi chó gì đó, thì bạn trai có ngại việc đó không? Dạ, em thì không có ngại cái việc mà nuôi thú cưng, nhưng mà thứ nhất là thì em cũng, nói chung em ở thì em cũng hay dọn vệ sinh đó, nhà nó cũng hay sạch sẽ, thì nói chung bạn nữ nuôi thì cũng giữ vệ sinh sạch sẽ thì cũng không có chuyện gì cả. Sao em giữ phụ người ta, giữ vệ sinh phụ người ta? Dạ. Chắc vậy. Mấy cái này là phải lanh lên. Dạ, vâng. Cái này là phải trả lời liền. Dạ không sao rồi, để em nuôi phụ, em nuôi dân. Đó. Dạ vâng. Tại vì sau này sống chung một nhà thì bạn có nuôi chó mèo gì đó. Dạ. Thì nhiều khi bạn đi vắng ở nhà chó mèo làm sao đó thì mình cũng dọn phụ chứ. Dạ, tức là nhưng mà phải nói. Tức là phải nói với em. Tức là hôm nay em đi làm ví dụ vậy, thì anh nhà có gì chăm sóc thì mình sẽ thực hiện, chứ cũng không phải là gì. Nhưng mà phải nói, cái gì cũng phải nói cho, tức là tính em thì thật thà, nói thẳng, nên là cái gì không thích hay là không như thế nào không hiểu thì cứ nói ra, hai bên đi tìm cái chung. Còn nếu mà cứ giấu trong lòng rồi lâu ngày sinh ra nó uất ức thì nó cũng, em cũng không thích điều đó. Thì thấy bạn cũng tương đồng với Hải, tính tình cũng tương đồng, thích thẳng thắn rồi, vậy thì nếu có cơ hội thì hai bạn bấm nút tìm hiểu thêm. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn chị dâu. Chờ gì nữa? Mở rào thôi. Hai bạn tự tìm hiểu với nhau. Đúng. Đi. Ca này chúng tôi không nói gì nữa hết. Rồi, tấn công đi. Đến chương trình hôm nay thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Thứ nhất là cái quả địa cầu có cái đồng hồ. Tức là thứ nhất là cũng tượng trưng là em là một người rất là đúng giờ giấc. Một cái ý nghĩa thứ hai là ví dụ như sau này chúng ta đến với nhau á, mọi thời gian của anh thì dành cho em. Với cái quả địa cầu là đó, khoảng cách là anh không có ngại cái khoảng cách. Ví dụ chủ yếu là mình có hiểu, có tin tưởng, có yêu thương lẫn nhau hay không. Dạ. Và món quà thứ hai đó là đây là một cái sản phẩm ở quê em, tức là em cũng đang
bán cái sản phẩm này, cũng đang kinh doanh sản phẩm này. Cái loại này thì sáng sớm ra bạn nữ có thể pha với một ít nước ấm thì uống rất là khỏe, tạo sự năng động cho ngày mới. Dạ, dạ em cũng cảm ơn. Em cũng có món quà tặng cho anh, đó là một bánh là do tự tay em làm. Dạ. Cảm ơn. Với lại một cuốn sách là Đàn ông sao mạ, đàn bà sao kim. Thì em muốn là trong đây nó sẽ có những cái mà khi mà không có hiểu nhau về giữa phụ nữ và đàn ông, thì khi mà anh đọc cuốn sách này thì anh sẽ có thể lý giải được tại sao mà đối phương của mình có những cái biểu hiện như vậy, để mình có thể hiểu nhau hơn. Anh cảm ơn rất là nhiều. Chia sẻ thêm với em là anh rất là thích đọc sách. Dạ. Và anh rất được một vài cái giấy khen của thư viện, đó là bạn đọc ưu tú. Dạ. Bạn đọc ưu tú hả? Ừ. Nghệ sĩ của nghệ sĩ ưu tú, đọc sách cũng có đọc sách ưu tú nữa. Anh nghĩ sao về em ạ? Em một cô gái rất là dễ thương. Dạ em xinh xắn. Nãy giờ qua cách nói chuyện thì anh cũng thấy, cảm thấy em một cô gái là ít nói, sống nội tâm, nhưng mà theo cái giọng thì anh cũng thấy là rất biết và quan tâm người khác. Dạ. Thì em có sở thích như thế nào? Em thì em thích xem phim, em thích ca hát, thích đi du lịch. Thì em rất thích đi du lịch, nhưng mà em chưa có cơ hội được đi du lịch cùng bạn trai. Sở thích giống anh cũng rất là thích đi du lịch. Thì hiện tại thì cái công việc của anh thì cũng có điều kiện là tất cả anh đi cũng, nếu nước Việt Nam thì cũng gần hết rồi. Tại anh đi rất là nhiều. Cái công việc là anh học bên, trước đây là học bên chuyên ngành lịch sử, nên là tất cả những di tích lịch sử gì là có cơ hội là đều đi hết. Đi rất nhiều, nhưng mà cũng giống như em là chưa bao giờ được đi du lịch với người yêu. Dạ. Thì em hy vọng là sau chương trình này, nếu mà hai anh và em có quen nhau, thì anh có thể dẫn em theo, rồi giới thiệu những cái địa điểm lịch sử, những cái di tích gian lam hoang tàn của đất nước mình. Thì em cũng rất thích điều đó, nhưng mà em chưa có cơ hội thôi. Vâng, nếu mà chúng ta đến với nhau thì có cơ hội thì anh cũng sẽ dẫn em đi những cái nơi, và tức là anh là người am hiểu, họ gọi là anh cũng trước khi đi một địa điểm nào đó thì anh đã tìm hiểu trước về cái, thứ nhất là phong tục, thứ hai là lịch sử, thứ ba là những cái món ăn ở đó. Nên là nhiều khi là có thể là ra ngồi, anh chưa đi nơi đó nhưng mà anh đã biết ở đó có những gì. Thì... em có một câu hỏi muốn hỏi anh là là anh nghĩ sao về hạnh phúc của đối phương? Tức là mình cảm thấy như thế nào về đối, tức là tức là làm cho người đối phương của mình hạnh phúc á. Thì thật ra cái anh thì cái quan tâm của anh thì nó rất là nhỏ, tức là anh không có nói ra những cái sự quan tâm. Nhưng mà nhiều khi đối phương trao đổi với anh thì ví dụ như anh có thể lo lắng cho những cái việc rất là nhỏ, như là từ nhất là dắt xe, hay là về nhà bạn nữ đi làm về thì hôm nay làm mệt về thì anh cũng làm những cái thức ăn hay là những cái đồ uống gì đó cho đó. Tức là anh khó cái biểu lộ cái tình cảm ra bằng lời nói, nhưng mà anh thường là anh làm bằng hành động. Dạ. Em thì cũng vậy, em cũng không có thể hiện nhiều, cũng không có nói nhiều á. Thì em hy vọng là nếu mà anh và em quen nhau thì em muốn là anh chủ động hơn, chủ động để em có thể thể hiện được cái tình cảm của mình. Đà. Dạ. Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Thì anh có câu hỏi là, thì sắp tới đây thì anh cũng tốt nghiệp thạc sĩ, thì anh cũng đang có dự định là sẽ học lên. Thì nói chung là công việc ở cơ quan thì làm 12 tiếng thì làm từ, và cũng có ngày trực đêm thì, nên là không biết là cái thời gian đó như vậy thì em có, tức là trực đêm thì cái công việc của anh thì em sẽ tôn trọng cái việc của anh làm, nhưng mà em muốn là anh có thời gian dành cho em một khoảng thời gian nào đó, gì trong tuần mình có một ngày hai ngày gì đó gặp nhau. Dạ. Như vậy thì được, thì anh cũng
thì anh làm theo đúng giờ nên là anh cũng sắp xếp thời gian được. Dạ, anh nãy em không có nghe rõ là anh làm ở đâu á, với lại ở đâu á anh? Anh làm ở trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Là quận mấy à? Là ngay quận Bình Thạnh, dưới chân cầu Bình Lợi. Em thì ở bên Bình Dương, thì không biết là anh có ngại đi từ Bình Thạnh qua bên Bình Dương để đón em đi chơi này kia không ạ? Hai Bình đó sát nhau đó em. Bình Dương là ở khúc nào? Em ở Dĩ An. Dĩ An, Dĩ An trước đây là anh cũng ở Dĩ An đi làm, nhưng mà sau là do là có em gái, em họ thì vô đại học thì anh phải chuyển vô trong thành phố. Bình Thạnh qua Bình Dương nhanh lắm, 15-20 phút là cùng à. 15-20 phút thôi. Dạ. Thì Bình Dương là em cũng hay đi qua, tại vì công việc của em là thường là đi công tác ở Bình Dương với Bình Phước. Ừ, biết là em hay đi qua rồi, nhưng mà ý cô gái hỏi là em có sẵn lòng để mà đi làm về rồi cái chạy lên Bình Dương thăm cổ hay không? Rồi dạ, những có ngày hẹn hò rồi có thể đi lên đó đón cổ đi chơi không? Dạ có. Ok. Ôi, Bình Dương gần mà. Bình Dương, Bình Phước, ta Bình tới Bình Định ta còn ra tới nữa mà. Đi chơi lắm đó nha. Không thua gì đâu. Rồi. Bây giờ em đó, hai người thỏa thuận với nhau thử khoảng bao lâu thì mình đến với nhau được? Nếu chúng ta hiểu nhau. Nếu mà quen nhau thì bao lâu thì anh tính tới chuyện hôn nhân ạ? Tầm tối đa là 2 năm. Nếu mà tính 2 năm là em 28 tuổi. Tức là tối đa, anh đang nói là tối đa, có thể là sớm hơn. Dạ. Tức là anh đang phải đi học cao hơn nữa đúng không? Tức là anh đang có dự định chứ hiện tại là anh gần tốt nghiệp thạc sĩ đúng không? Vậy nếu mà học cao lên nữa thì nếu mà lập gia đình thì có bị ảnh hưởng việc học của anh hay không, hay là anh muốn học xong rồi mới tính tới chuyện đó ạ? Không, anh từ việc học xong thạc sĩ thì anh cũng đang có cái dự định là trong cái khoảng thời, tại vì học nghiên cứu sinh thì nó cũng mất thời gian cũng 3-4 năm, thì trong cái thời gian đó thì mình có gia đình thì mình đi học vẫn bình thường thôi. Dạ. Thì nó vẫn công việc như mọi ngày thôi. Dạ. Bây giờ em tới đi lệnh, tới nắm tay Hải đi. Anh xin phép em nắm tay. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt Hải. Nãy giờ nói chuyện với em, anh thấy sao nè? Thấy trong lòng nó sao? Thấy tim mình có đập mạnh hay không? Thấy Hải thế nào? Nói hết cho Hải nghe đi. Nãy giờ nói chuyện với em thì anh cũng thấy em một người con gái phù hợp với anh. Thì anh cũng mong là anh với em cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Thì được thì mình tiến tới hôn nhân. Thì em cũng rất là sẵn lòng, vui lòng để cho mình cơ hội để làm quen với anh. Và em thấy thì những cái về tính cách rất là phù hợp với em. Dạ. Mày Hải hát hay đó. Hát một bài nào tặng cho Lịnh đi. Thì em sẽ gửi tới anh một bài hát và khán giả trong trường quay. Một bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu ạ? Không, nắm tay nhìn nhau hát. Không gian này của hai đứa lúc này là lúc cảm nhận về nhau, là thật gần với nhau đấy. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được 9 tầng trời mây. Quá xa mơ, ánh dương lần ngất lên ngàn có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp anh, em sẽ ngang qua đời. Vài người vội vã, vội đến rồi đi, sao em không ngăn thêm được nghĩ suy. Từng đêm nhớ mong về người, biết anh còn chờ đợi. Chơi với bao đêm em thấy đủ rồi. Ngạn tia nắng anh ngần lại, ánh lên màu mắt xanh ngời, khoe lên ngàn giấc mơ ngàn trong đời. Hay quá. Hay quá. Thì, nhân đây thì anh cũng hay làm thơ, nhưng mà hôm nay sao không có cậu hứng thành thơ, thì anh xin mượn tạm một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Đó là: mà đã vậy trái tim anh đó rất chân thật, chưa chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Rồi, các bạn về vị trí đi. Bây giờ chúng ta đã trò chuyện trước khi cái rào mở ra. Chúng ta đã nói chuyện với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, trao đổi tất cả về những cái gì mà mình mong muốn rồi. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm
kiểm tra con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mình đang đi tìm kiếm hay không, phải nửa bánh ghép này có hợp với mình hay không, chúng ta có rung động trước đối phương không, và tương lai có phải đây là một nửa yêu thương của mình hay không. Suy nghĩ tất cả các bạn, kiểm tra lại xem, tổng kết lại, bấm hay không là quyền của các bạn. Hãy lắng nghe con tim của mình và sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay đi. Hai bạn bấm rất là đều luôn, bấm cùng với nhịp tim của hai đứa đó. Dễ thương lắm. Cố gắng làm sao tạo điều kiện có thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn các bạn nhé. Lực phải dành nhiều thời gian hơn cho câu chuyện tình yêu em nha. Tuy nhiên là chị cũng biết là công việc của em, tương lai của em phải tốn rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên là mình là cần phải có một hậu phương vững chắc thì cái sự nghiệp của mình tốt hơn, phát triển nhiều hơn. Nên hãy dành thêm một chút thời gian cho tình yêu của mình. Linh là công việc là của nhà nước, thành ra nó rất là nó cứ thế, nó quay vòng cứ đều như thế, cứ đúng 2 giờ là tới cơ quan hay rồi 5-6 giờ là về, thí dụ như thế, sắp xếp về được. Nên nghĩ rằng là với cô gái dễ thương này hát rất là ngọt ngào thế thì không thể bỏ qua được nha. Dạ vâng. Một nụ hôn đầu tiên chứng minh ngày gặp mặt. Dạ, em xin phép hôn tráng. Hôn tráng là hôn con mình đó. Em xin phép hôn một cái hay là em xin phép hôn tráng? Trên tráng. À, hôn trên tráng hả? Tại em còn ngại. Đi nào, hôn trên má. Ghê. Cặp đôi các bạn rất là dễ thương ha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn đây. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Còn đây là món quà mà bạn gái tặng cho bạn. Rồi, mời hai bạn. Cầm tay đi, em chỉ thích mấy khúc này nó mềm. Khúc giữa này mềm, mà kìa kìa, đóng tay kìa còn mềm không? Mềm không? Mềm, mềm, mềm. MC đó là tay của ai? Mình. Thằng nghĩ là tay của bạn kia đấy. Không cái đây không bằng cái này là hửi cái gì đâu mà ra rồi nè, hung tài cầm tay lên thử đi, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thích không? Thích rồi. Cái tay dày đi để coi cảm giác sao nè. Không đi đúng ra mà dỗ vô mặt đây không đi. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Huyền, Đào Huyền. Năm nay em 26 tuổi và đến từ Vũng Tàu ạ. Họ Đào? Dạ. Ồ, tên hai chữ thôi. Cả chữ Thị nữa nha, em không thích chữ Thị lắm. Em đang làm công việc gì? Em đang làm văn thư cho công ty bảo hiểm quân đội ạ. Là hôm nay em đến đây để quay chương trình thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hướng, năm nay 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là làm bên giám sát an toàn xây dựng ở Phú Mỹ Ba, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu luôn. Vũng Tàu luôn. Giám sát công trình xây dựng là như thế nào? Bên em là giám sát mấy cái đồ bảo hộ anh.
ra vào trong công trường là phải có mang nón bảo hộ, mang quần áo này kia đúng không? Mang giày rồi mang áo dạo quang. Thì em thì mỗi buổi sáng thì nói chuyện với công nhân là 15 phút trước khi là vào làm việc. Em nói sao đâu, đứng dậy em nói cho anh nghe thử coi. Coi như công nhân đang trước mặt em nè. Người quản lý giám sát nói y như đang nói trong công ty đang làm việc nha. Trước tiên là em xin chào các anh chị, chúc các anh chị một ngày làm việc rất là an toàn. Trước khi vào làm việc là mình phải mang đầy đủ đồ bảo hộ, thì phải mang dây quai nón và mang áo dạ quang, mang giày không có đạp gót, phải xỏ vào trong giày. Thì còn các anh nào làm lên cao thì mày nhớ mày mang dây an toàn đúng cách, rồi đeo lên đó nhớ phải móc vào cái dây cứu sinh hoặc là mắc vào lan can. Thì cái nghề nghiệp em dạy vậy đó hả? Ủa công việc có vậy thôi hả anh? Đơn giản vậy, vậy thôi hả? Sáng nào cũng nói vậy đó. Không, sáng nào nói rồi xong là còn mình vào trong công trường mình còn phải nhắc nhở nữa chị. Ví dụ chưa có ai mang đúng thì mình phải nhắc nhở sao cho nó đúng. Rồi em gái giới thiệu đi, mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em có ưu điểm nữa là nấu ăn với cả làm bánh ạ. Với khả năng trong con nít rất chi là tốt ạ. Rồi sau này định sanh mấy đứa con? Em nếu có điều kiện em thích 3 đứa. 3 đứa ha. Em thích mấy đứa con? Tùy theo vợ mình thôi anh, nuôi được nào mới là gánh vác mình thì... Trời ơi, tùy em chứ sao tùy vợ. Em chỉ đẻ được thôi, còn nuôi là hả anh chứ ạ? Đúng rồi. Câu này hay nè, bên đó chỉ có đẻ được thôi. Bên này có nhiệm vụ nuôi, được không? Được. Được chứ tự nhiên vợ đẻ rồi bắt vợ nuôi nữa sao được. Gì vậy? Còn điểm yếu của em là gì? Chị em nói là em chả được cái gì, chỉ giỏi phá thôi. Đồ điện tử nọ kia vào tay em nó hư hết. Điện thoại nọ kia bể hết màn hình. Làm gì bể hết màn hình? Em không hiểu, cứ đến em dùng được khoảng một thời gian xong tự nhiên nó bể hoặc nó hư. Nó lộn bỏ ra, ôi chết cha, bể rồi. Nhìn cũng lạ, tự nhiên cái điện thoại ôi chết cha bể rồi. Bên bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu bạn như thế nào? Điểm mạnh của em là biết chơi thể thao, biết nấu ăn, biết tự lập. Những gì mà người ta làm được thì mình sẽ bắt chước làm được. Rồi tình trường mình sao? Có bà bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa được nghe câu em là bạn gái của anh nhé. Nhưng mà em hiểu thì được một mối tình ạ. Do bọn em yêu xa nên là cũng nhiều vấn đề nên em chia tay. Có mấy mối tình? Dạ, mối tình em thì 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì với tới mối tình thứ hai thì cách nhau mấy tháng. Quên nhanh dữ vậy đó hả? Tại vì lúc mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Rồi xong là ra trường hai người đi làm, xong công việc lu bu rồi xong là... Mấy tháng sau quen người khác luôn. Không nhanh quên. Rồi bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Vậy mà anh, tại em thích con trai cao ạ. Nên khoảng 1m7 ạ. Hoặc... Bên đây 1m9 lần á. Hoang mang nha. Dạ. Rồi, gì nữa em? Với cả con trai phải có bờ vai rộng ạ. Em thích bờ vai rộng vì khi mà đi dép ấy, ôm người ta, tay mình để áp vào người ta để nghe tiếng tim người ta đập vậy ạ. Mình không cao mà mình thích trai cao 1m7, vai rộng để mà ép đầu vô. Nó ép... vừa phải đấy ạ. À, ép tay. Dạ. Ép tay là đầu. Đó, nó phải vậy. Gì đâu. Giày nó hẹp lắm. Lát ép nha. Vai ép này vô. Vai hẻm mà. Thành ra đừng có để giày, em phải mở ra nè, không? Mở ra nè, không? Vậy là mệt, đó, thẳng ra vậy luôn. Vô, người ta phải nghe tiếng tim đập nha. Rồi, còn gì nữa không em? Nói chung phải có chí đến thủ một tí thôi ạ. Nhất tôn trọng cả cái ý kiến của em đưa ra nữa. Rồi. Dạ, thế thôi ạ. Có cái điều nào không thích ở con trai không? Ở dơ ạ. Em đang nói chuyện mấy ông xây dựng hay ở dơ mà luôn sao hả? Ở dơ, cái em ngắt cái đầu ở bên kia vậy? Đi công trường hoài, nhiều khi về mệt nhậu quên tắm hoài á. Có không? Không có anh ơi. Một ngày tắm 2 lần. Đồ hôm nào cũng giặt. Vậy được. Rồi vậy nhà trai muốn tìm người bạn gái như thế nào? 1m5 trở lên. Có nước. Em đùa rồi à. Vỗ tay là 1m5 trở lên có. Gì nữa 51 em? 51 và 59 có là chưa biết. Nước da trắng. Biết làm đẹp cho bản thân. Biết nấu ăn. Rồi em thích người phụ nữ mà có bàn tay mềm. Ủa sao chi vậy? Chi rủ người ta làm cực khổ, ta lo cho gia đình đủ thứ, tay người ta hơi chai chút. Đâu có, trong bàn tay thì em chỉ thích mỗi khúc này nó mềm mà. Khúc giữa này mềm mà kìa, nắm tay kia còn mềm không? Mềm không? Mềm. MC đoán là tay của ai? Mềm. Anh nghĩ là tay của bàn kia đấy. Hùng cái đi Hùng mà. Cái này là hửi. Cái gì đâu mà rờ rờ.
nè, hung tay cầm tay lên, thử thôi, thử thôi, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thích không? Thích 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 thích. Lấy tay về đi để coi cảm giác sao. Nè. Không đi. Hung ta mà vỗ vô mặt tay không đi. Phụ nữ hung dữ gì. Phụ phàng. Cái tay bằng kia đưa qua nó hơi e ấp chút xíu. Nãy là em hung đúng đối tượng rồi đó. Bây giờ em để ý là chai gì cái tường là toàn ganh. Còn mà cái đối tượng bên kia không có ganh. Hụt vô. Có điều gì mình không thích đối với phụ nữ không? Tóc dài. À, em không thích tóc ngắn với tóc xù. Tại sao kỳ vậy? Tóc dài tôi thước tha đẹp. Tự nhiên thích tóc ngắn cũng được, nhưng mà tóc xù là... Tóc mà nó bồng 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 bồng. Lý do sao không thích? Không thích, không thích. Vậy là thích cái gì? Mình thích tóc dài. Cái gì vậy ông? Hồi nãy nói nó khác mà ta. Không, em nói lộn. Em nói lại. À. Rồi. Để anh qua anh xem coi đàn gái có tóc xù hay là tóc ngắn gì không? Được rồi. Hello. Em chào anh ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Em cảm ơn. Này, mét 59 em ơi. Chuẩn bị sẵn sàng hết chừng nào đám cưới? Dạ, nếu mà được thì khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thôi ạ. Anh này được rồi đó, anh thấy hợp lý. Ngon em, mở vai ra. Đó. Rồi, hôm nay em có đi với người thân không? Em đi với cô em với cả bạn đại học ạ. À, mình là cô của cháu Huyền. Đào Huyền đúng không cô? Đào Thị Huyền, nhưng mà đi học thì các cô cứ hay trêu là bỏ chữ Y đi ạ. Thì cô cứ hay đọc là Điêu Thuyền. Họ Đào á. Họ Đào. Họ Đào ngồi dưới các ngồi dưới tường gọi là Đào Tường. Đào Tường. Dạ, cô nhận xét cô thấy bạn trai này cũng được, dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ, dân công trường mà nói năng nhỏ nhẹ đấy, được. Cũng ngoan. Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ. Dạ chào Hoàng Linh với chị Hát Tường với chào khán giả. Thấy cái gái này thấy nó xinh và thấy cởi mở, thấy con người thông thái như nhà mình rất là như dạng tánh hơi chuẩn hơn, nói chuyện hoặc cái gì là phải chuẩn. Rồi thấy cũng hợp với em luôn. Nhất là nấu ăn dịu dàng như thấy bé gái này thấy không được á. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Rồi, kéo màn lên. Nào. Mời em. Ê trời. Có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có cái viết tặng anh. Vai vai. Nhớ nha. Tuần thì em rảnh chắc cuối tuần à? Em rảnh cũng cuối tuần đấy ạ. Tại vì ngày thường em phải đi làm, em nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ. Cảm nhận về nhau thế nào, người đối diện? Anh có suy nghĩ gì về bye, em bye. Giờ anh thấy em xinh, sáng. Cảm ơn. Gần như là cái đối tượng mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Em thấy anh ấy thì giọng nói thì khá là ấm, hiền ạ. Có không biết là tính cách thì mới gặp lần đầu thì em cũng không dám nhận xét nhiều ạ. Tim mình có đập chưa? Đập hơn những ngày bình thường. Bạn gái muốn là ép vô để nghe tiếng tim đập. Đứng lên. Đứng vô. Nào, Y Nguyên. Bịch. Nghe không? Chưa nghe hả? Tại em chưa áp sát. Vai này thế nào? Đủ rộng à? Đủ rộng. Chiều cao mà đâu có đủ 1m7 đâu em. Em bò quốc ra ạ. Thôi được rồi, thấy cũng hợp lý ha. Nè. Em coi là cái tay coi, phải cái tay nãy không? Phải. Rồi. Hẹn hò thế nào mình tính trước đi các bạn. Thế bỏ việc rồi. Xin thích trai con gái gì nói luôn đi. Em không quan trọng con trai con gái, chắc chỉ bạn trai này quan trọng đi chứ em thì con nào cũng là con hết ạ. Anh thì thường là anh thích đứa đầu tiên là con gái hơn. Gái để sau này mình có nhờ. Chưa sinh mà đã nhờ rồi à? Chưa có nuôi gì hết trơn, tính tới chuyện nhờ rồi hả? À, em có một tính xấu trong khi yêu ấy. Khi mà em giận ấy là em không muốn nói. Tại vì em sợ em nói ra thì hai đứa sẽ cãi nhau. Nên là lúc đấy em sẽ im lặng. Nhưng mà đợi lúc nào thích hợp thì em sẽ nói ạ. Vì vậy giả sử mà mai mốt anh có yêu em ấy thì anh đừng bắt em nói luôn. Tại sao cô không nói luôn hay có cái gì đấy á? Không nói thì cứ nhắn tin cho anh biết để anh... Ừ, chắc em sẽ cố gắng.
Em sẽ khắc phục cái đấy ạ. Tiền bạc về cưới về ai giữ? Thì em cũng đi làm xa thì chắc đưa cho vợ chứ. Vợ đâu? Thì nếu mà tiến tới được người bên kia thì thành là vợ em. Trước khi ấy mình nói gì với gia đình cái đi này? Em xin hứa với bạn bè, với gia đình, với cô là nếu mà con được chăm sóc được với cho bạn Huyền bên kia thì anh sẽ hứa sẽ không bao giờ làm cho Huyền buồn, không bao giờ làm cho một người phụ nữ mà bên cạnh con là phải khóc vì cái vấn đề mà không đáng. Khóc cái nào là đáng cái nấy á. Sao cô? Con nói gì với cháu rể tương lai không? Rồi thì cái chuyện này thì nói chung là hai cháu bây giờ cứ bước đầu là tìm hiểu nhau. Để sau đó nếu mà lên duyên vợ chồng thì nó là cái tốt. Rồi, rồi cảm ơn cô. Hôm nay hy vọng là một ngày đáng nhớ với hai bạn nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nè thôi nắm tay nhau đi. Đấy. Đi. Tay kia kia sao? Tay lạnh thế. Hả? Mềm mại và ấm áp. Nào. Đây là món quà em gửi đến cho anh. Đây là bánh nhà làm, là bánh bông lan của nhà em làm ạ. Dạ, cảm ơn em. Bánh này nghĩa lắm em. Bánh bông lan đó ăn đi. Dạ. Ăn lan đi. Ăn bánh bông lan chứ quên. Hai người trò chuyện đi. Dạ, trước khi mà chưa có mở rào ra thì anh trong anh xin cảm nhận em là người như thế nào, giống như là trong suy nghĩ là có đúng với ý của anh hay không á. Lúc mà chưa kéo rào anh nghe giọng nói của em rất là nhẹ nhàng và ấm áp, có vẻ như em là một người dịu dàng. Khi mà kéo rào ra em thấy anh rồi em cảm giác như thế nào? Thì em thấy anh cũng là người thiệt tình với lại cũng vui tính. Anh Linh ơi, mình có mấy phút để trò chuyện nghe anh Linh? 2 phút. Hôm nay mình bấm nút luôn đi rồi về mình hẹn tiếp. Bây giờ đàn trai xuất hiện, xin mời. Chào anh Linh. Chào em. Trời ơi dễ thương quá. Ngồi đi, ngồi đi, em qua đây. Linh ơi, cái này sao có không khí Tết quá Linh? Không khí của lễ hội. Bên nhà trai sẵn vậy giới thiệu luôn đi. Giới thiệu luôn đi em. Gặp em là thấy có niềm vui, có lễ hội rồi đó, có sự may mắn rồi đó. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ và gia đình bạn nữ cùng khán giả đang xem hình. Một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Võ Thanh Sang. Năm nay em 36 tuổi, hiện đang là trưởng đoàn lân sư Rồng Sang Anh Đường. Đây là một cái đội lân cũng rất là nổi tiếng nha, phục vụ rất nhiều lễ hội luôn đó. Em đội trưởng luôn hả? Dạ, em trưởng đoàn. Rồi, còn em, giới thiệu liền cưng. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Rồi, anh ngồi kế bên em ạ. Và tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Ngọc Lan, tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Ngọc Lan. Em 33 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng tại một công ty ở huyện Bình Chánh ạ. Rồi, cái điểm mạnh của em là gì nè? Dạ, thì điểm mạnh của em là em cũng dễ hòa đồng với mọi người. Trong công việc thì em luôn cố gắng hết sức mình trong công việc của em và em cố gắng hoàn tất những công việc mà em đang còn lỡ dở chị. Điểm yếu của em, cái khuyết điểm á? Dạ, điểm yếu của em là em hơi khó tánh ạ. Đối với bạn bè xung quanh mình có khó tánh không? Dạ, cũng chút xíu à. Cũng chút xíu luôn. Rồi mai mốt mình có chồng khó tánh với chồng không? Dạ, chắc không chị. À không hả, chỉ dễ riêng với chồng là dễ tánh thôi hả? Dễ gì không, chắc cũng có chút xíu luôn. Rồi mà em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, vui tính. Em không biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt. Tốt, khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là có phần quan tâm với bạn của mình hơi thái quá chút xíu. Quan tâm mà thấy thái quá luôn hả? Dạ. Tức là đi đâu cũng hỏi làm gì, sức khỏe làm sao, ăn uống làm sao, ngủ làm sao, tắm làm sao, rồi không, đi chơi không, với không, bạn. Bỏ cái phần tắm anh, cái phần kia anh nói đúng rồi. Chỉ bỏ phần tắm thôi hả? Phần tắm là em không có hỏi.
Còn tất cả mọi thứ đều quan tâm đúng không? Dạ gần như quan tâm. À, ủa em lập đội lân này lâu chưa? Dạ em lập đội lân được tổng cộng là 4 năm rồi. 4 năm rồi. Em học võ múa lân này từ năm 11 tuổi. Múa lân có võ nữa hả? Dạ có môn võ để mà phối hợp để làm những cái mã bộ của lân. Rồi. Ờ. Cái cuộc sống với cái nghề nghiệp của mình là em có đủ sống không? Dạ, cái nghề múa lân này cũng tạm ổn. Về sau này nó phát triển thành bộ môn thể thao á, nó hoạt động nhiều với công ty sự kiện cho nên cũng đúng rồi. Múa lân hiện nay là một trong những bộ môn mà có thể tất cả sự kiện, hội nghị, lễ hội ai cũng là mời múa lân hết trơn, làm ăn được lắm à. Ừ, để em nghe em phấn khởi không em? Dạ thì nếu mà nói về múa lân thì nó hẳn ra là mẹ em là người Hoa. Mẹ em cũng thích múa lân đúng không? Dạ. Em có thích múa lân không? Dạ, em cũng thường xem chị. Vậy hả? Em có nghĩ là sau này chồng của em sẽ là nghề múa lân không? Dạ, em cũng hy vọng cũng được tốt chị. Ồ, vậy đó hả? Còn cái đường tình duyên của em sao nè? Dạ, thì tình duyên của em cũng quen được 2-3 mối tình chị. Ừ. Thì mối tình gần đây thì em cũng quen được 3 năm. Nhưng mà sau này là em chia tay là vì anh đó có quen người khác chị. Anh đó có người thứ ba? Dạ đúng rồi. Và cái chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được năm chị. Được một năm rồi, tại sao em lại rơm rớm nước mắt như thế này? Em còn nhớ người ta hay là em vì tự ái em hận, em giận? Dạ em giận chị. Em còn thương người ta không? Dạ khi mà em tham gia chương trình này là khi đó là em muốn có một cái tương lai khác chị. Khi mà em và anh chia tay á, thì em nghĩ là nếu mà mình không có duyên thì có thể là giống như là mỗi người tìm cho mỗi cho mình. Mình một cái cuộc sống riêng chị, một cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng chị. Có nghĩa là em đã dứt khoát tư tưởng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mình tham gia chương trình này có nghĩa là cuộc đời mình có một cái trang mới hoàn toàn. Mình không nghĩ gì đến quá khứ nữa. Dạ. Đúng không nè? Dạ đúng rồi chị. Rồi còn bên kia, bên đàn trai ơi. Đường tình duyên của em sao đó? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi hả? Dạ mối tình đầu tiên của em là 3 năm. Nhưng vì còn thời trẻ nên cũng có lúc hiếu suy nghĩ. Không có được chín chắn ha. Chín chắn, dạ. Còn mối tình thứ hai là 5 năm em cũng bị vướng người thứ ba. Cho nên vướng là... cái người thứ ba là em vướng hay là cái bạn dạ, gái em vướng? Dạ bạn nữ vướng trong chỗ làm cho nên là em cũng xin rút. Vậy là 2 người đều có người thứ ba xuất hiện hết. Cố gắng giờ mình có 2 người thôi nha. Chuyện 2 người thôi đừng có chuyện 3 người nha. Ừ. Dạ. Kìa. Đó chị Vân. Em kìa. Tôi. Em chào chị. Em tôi. Ủa vậy hả? Dạ. Tôi nghe tôi ngờ ngợ rồi. Anh Sang, Sang gì? Sang Anh Đường. Sang Anh Đường là tôi ngờ ngợ rồi. Bởi vì kịch Phú Nhuận làm lễ làm gì đó mời. Không, chị Vân lên nhà em rồi. Bữa đó là làm cho Phi trong cái chương trình hát một cái chương trình yêu. Thi đây rồi, là lân này. Múa đúng không? Không, đúng em rồi. Dạy cho Phi quýnh trống. Dạy cho Phi múa trống. À dạ yeah. Em hả? Chị em ơi em chị mối rồi vậy là yên tâm rồi. Yên tâm cho bên nhà gái. Nhưng mà giờ cuối cùng tôi gặp nó rồi. Giờ tôi phải lo cho nó nữa. Mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Trung thủy. Trung thủy. Gì nữa? Hiền. Biết thương gia đình, biết lo gia đình. Vậy thôi ha. Dạ rồi. Bây giờ có cái hình mẫu lý tưởng nào về ngoại hình không? Chứ ông cũng làm văn nghệ rồi cũng làm nghệ thuật đồ. Ông muốn gặp nhiều người đẹp đó. Thì giờ sao nè? Ông nói nghe coi cái ngoại hình em muốn cái gì nè Sang. Dạ ngoại hình thì dễ thương thôi được rồi chị. Ừ, dễ thương. Dạ. Mỏng mỉm như chị không? Cười gì? Mày cười một nụ cười rất là ngầm ý là sao? là sao? Hả? Vậy là hỏi không muốn thiệt, cái đó hỏi thiệt. Dạ. Giờ muốn cái người yêu của mình mập hay là ốm nè? Dạ em mập rồi chắc ốm nó dễ thương. Chị thấy em mập rồi đó. Em chồng mập là phải đi với mập. Dạ. Mập đi với ốm rồi cực nó có những cái mà nhiều khi là người này mặc cảm người kia mặc cảm rồi cũng xung đột rồi cái lộn. Dạ. 2 vợ chồng phải đồng thanh đồng thủ ví dụ vậy đó hiểu em chưa? Em thấy anh Lê Tuấn Anh đi gì ông Dân chưa? Thôi đừng có đem hoàn cảnh gia đình đưa ra. Anh Tuấn Anh ốm mà. Anh đô, là, anh đô còn... Cái đó là em nói về anh của em cách đây 20 năm nha. Còn bây giờ anh của em với chị là tương đồng. Dạ. Còn em chọn người bạn đời của em theo tiêu chí nào? Dạ. Em. Dạ em chọn người bạn của em thì ảnh hiền chị. Ừ. Chín chắn. Dạ biết lo cho gia đình. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em ảnh cũng vừa người là, hay là vừa người là được rồi anh không? Chỉ cao tầm cỡ 1m6 hay 1m65 là được rồi. Bây giờ em nói tiêu chuẩn bên đây anh thấy hợp lắm á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp bên nghề múa lân luôn ạ. Chào tụi em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Huyền Linh và chào bạn nữ.
Em là Trịnh Đức Hoàng, đồng nghiệp bên ban trọng tài Liên Sư Rồng cưới với bạn Sang. Em thấy bạn nữ này với bạn Sang cũng rất là phù hợp. Sang ơi, bạn này tính cách với công việc đồ cũng rất là ok. Có thể để duyên đến với nhau mình nên đến. Một lát hai bạn nên ok với nhau chút xíu. Ok là bấm nút đó phải không? Dạ dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Rồi còn em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ và ba đứa em à. Và các bạn đồng nghiệp của em à. À dạ, chào chị. Dạ. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Nhân. Dạ. Tôi là mẹ của Ngọc Lan. Dạ. Được á, dễ thương, hiền. Cho hai đứa có cơ hội cho hai đứa nó đến với nhau nữa. Trời ơi gọn lẹ thôi. Mẹ nói mà mẹ nháy mắt á. Được. Ừ. Được, hiền. Rồi, cảm ơn cô. Rồi. Bây giờ mình kéo rào thôi. Rồi. Cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Bây giờ khoan khoan từ từ nha. Để coi cô đoán em sao. Mở rào. Đó, thấy nguyên con lân rồi đó. Đó, em đoán đi. Người đối diện của em là ai? Cái thái độ đó là thái độ thích hay không thích vậy trời? Thích hay không thích vậy ông? Nó chắc thích. Anh. Ấn tượng à ha. Anh có món quà gửi tặng cho em. Đây là cái hình ảnh con lân mà nó tượng trưng cho niềm đam mê cũng như là công việc của anh đang theo đuổi. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Dạ, đây là món quà em gửi đến cho anh. À, đây là bánh nhà làm, là bánh bông lan của nhà em làm ạ. Dạ, cảm ơn em. Bánh này ý nghĩa lắm á. Bánh bông lan đó, ăn đi. Dạ. Ăn lan đi. Ăn bánh bông lan chứ quên. Hai người trò chuyện đi. Dạ, trước khi mà chưa có mở rào ra thì anh trong anh cảm nhận em là người như thế nào? Giống như trong suy nghĩ là có đúng với ý của anh hay không á? Lúc mà chưa kéo rào anh nghe giọng nói của em rất là nhẹ nhàng và ấm áp. Có vẻ như em là một người dịu dàng. Dạ. Khi mà kéo rào ra rồi em thấy anh rồi em cảm giác như thế nào? Thì em thấy anh cũng là người thiệt tình với lại cũng vui tính. Anh Linh ơi, mình có mấy phút để trò chuyện anh Linh? 2 phút. Không mấy mình bấm nút luôn đi rồi về mình hẹn tiếp. Chứ 2 phút đâu có đủ đâu. Dạ đúng rồi anh. Nói nghe nè, mà dạ. Sang là ngoài cái múa lân ra là những tài lẻ của em là gì nữa? Có biết ca hát hay là múa nhảy hay gì không? Dạ em có hát nhưng mà chắc phải hát cao kê chứ. Lúc em run quá em không có thuộc lời chứ. Nhưng mà nếu mà hát mà có gì cổ động anh chút xíu nha. Dạ nếu em thuộc cái lời bài hát đó em sẽ hát cùng anh. Làm vợ anh nhé, anh có đôi bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow, wow. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa, trọn đời yêu anh nhé em. Rồi, bây giờ nè, em nói đi hẹn hò sao đi Sang. Hỏi có nhà bạn gái gần nhà mình không? Dạ, cảm ơn anh là gợi ý của Quyền Linh. Hiện nay nếu mà anh có thể hẹn em đi xem phim hay là uống nước thì anh có thể là đón em ở đâu? Anh có thể đón em ở nhà của em. Em đang sống với ba mẹ của em. Nhà em ở quận em mấy? Em là ở quận Bình Tân à. Bình Tân? Dạ đúng. Bình đường à. Gì em? Dạ đường Lê Văn Quế à. À Lê Văn Quế. Gần nơi anh đang giảng dạy múa lân. Trời ơi, vậy hợp lý quá. Dạ chắc con cũng xin phép xin đi, nói đi. Xin phép, xin chào bác ạ. Ông xin bác là con được hẹn hò với bạn đây. Ủa xin liền vậy luôn đó, ông xin liền luôn đó trời. Xin liền luôn. Tôi không nghĩ là em tôi nó dạng dĩ vậy luôn á trời ạ. Hỏi coi bác đồng ý không, xin gì nữa đem đi. Dạ, nãy bác đồng ý rồi anh. Có chưa? Rồi. Được, đồng ý. Trời dạ. Ơi, trời ơi, bác đồng ý luôn, bác xúc tích quá luôn. Còn quan trọng là cô kia có đồng ý hay không. Bạn ấy cười là đồng ý rồi. Đồng ý à? Đồng ý mình bấm nút luôn. Bấm luôn đi trời ơi. Anh hỏi đẹp luôn nha. Anh rồi 3, 2, 1 bấm luôn. Trời ơi. Lẹ là. Vậy cho nó gọn luôn. Thiệt luôn á.
Chưa bao giờ tôi thấy một cái cuộc mai mối mà nó lẹ lằng, suôn sẻ như bữa nay. Nó hợp lý như thế. Hai đứa nắm tay nhau đi. Dạ. Rồi xin phép mẹ tương lai là cho con hung bạn gái con cái. Con xin bác cái cho con được nắm tay và hung bạn nữ con gái của bác. Được. Trời ơi, có nhẹ nhàng không? Đưa cái má lên. Thấy rất là dễ thương luôn á. À, dạ, cũng thích. Tại vì đôi khi con bị stress quá thì em cũng phải... Đi ba đúng không? À, quan trọng là tâm hồn người ta, tính chất nội dạ, người ta rồi. Không có bậy bạ là được rồi. Đừng nói ta làm con ba là người ta cứ thấy cô nào cũng liếc mắt đưa tình, không phải đâu nha. Nhưng mà em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế mà sợ gì nữa. Em làm quán bar bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 2 năm rồi. 2 năm chưa có gì vẫn ế là em hiểu rồi đó. Ta chung thủy coi nào mà coi lại tính cách của ảnh có gì lạ không. Chứ 2 năm rồi không có gì cũng lạ lắm à. Đôi khi nó thay đổi bất ngờ lắm á. Tóc tai rồi cũng màu mè lắm á. Nói chung là em không? Lãng tử đẹp trai. À vậy được. Mém đẹp thôi. Mém. Nhưng mà nếu nhìn càng sâu sắc càng đẹp. À, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Đặng Vũ Lan Thanh. Em 25 tuổi và em đến từ Tiền Giang. Hiện nay Thanh đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng của B Heineken ở Tiền Giang luôn chị. Ở Tiền Giang luôn. Dạ. À rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào các khán giả trong trường quay và toàn thể quý khán giả đang xem đài ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đặng Vĩnh Quyền. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Trà Vinh. Công việc hiện tại của em là tối thì em làm quản lý ở quán bar và lao tên là 1960 của anh Đường Đại Vệ ở 226 Đề Thám. Ban ngày em làm bên tổ chức sự kiện event freelancer. Rồi, quảng cáo luôn ha. Quy nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. 24 hả? Dạ. Bên kia bao nhiêu nhờ? 25. 25. À. Hơi lớn hơn một đúng không? Dạ không sao anh. Đâu có sao, đúng rồi. Rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ người ở Tiền Giang, người thành phố nè, từng thăm đi làm nhiều show quá, tối thì làm quán bar, ngày thì làm event, rồi bao lâu mới đi thăm bạn gái được một lần nè? À, thì khi nào em có bạn gái thì em sắp xếp thời gian dành cho bạn gái. À, em ở bạn Tiền... kia là làm ở đâu, Tiền Giang là ở đâu bạn? Dạ, dạ em ở Mỹ Tho luôn anh. À, thành phố Mỹ Tho, dạ. Phường mấy? Dạ, em ở phường 9 nhưng mà em làm ở phường 6. À, phường 6 thì từ đó ra cao tốc cũng gần ha. Dạ đúng rồi. Mình đi lên xuống nó cũng xa gì mấy. Vậy là băng cái cao tốc là tới gì đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Bây giờ giới thiệu chút xíu về những cái khuyết điểm ưu điểm của mình đi các bạn. Dạ em không có nhiều ưu điểm. Ưu điểm của em là thẳng tính, mà em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Vì dạ, em biết nấu ăn. Em có tình cảm, dành trọn tình cảm cho gia đình của mình và những người thân thương của mình. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính, với em đam mê công việc quá. Đó cũng là ưu điểm nữa. Ai mà thuê được em làm là người đó là hên đúng không? Ưu điểm không? Dạ, có nhiều khi em làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Và đó cũng là lý do em bị ế. À, không. Với một cái khuyết điểm của em nữa là em mê trai đẹp. Mê trai đẹp. Mê trai đẹp hả? Anh mém chút nữa đẹp trai được không em? Mém đẹp hả anh? Mém đẹp là chưa đẹp lắm đâu. Còn đam mê gì nữa không em? À, dạ em mê shopping lắm, cái đó cũng là khuyết điểm của em đó chị. À. Nhưng mà lúc này em điều tiết nó lại được rồi. Điều tiết được rồi? Dạ rồi. Tự mình điều tiết? Dạ vâng. Đâu mê shopping cứ đi mình coi thôi. Đừng bỏ tiền theo, không mua được gì đâu. Đỡ tốn thôi. Bạn trai, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là nhiệt tình, năng động. Thì như nãy em nói là mém chút xíu nữa em mới đẹp trai. Còn sở trường của em á là em là dancer. Em có biết chụp ảnh và em đang học thêm DJ. Ưu điểm của em là hay... khuyết điểm của em là hay quên. Là quản lý mà hay quên sao được em? Nhiều lúc hay quên mà hơi sợ. Nói chung dạ. Hai bạn rất là năng động trong cái công việc ha. Và rồi. Cũng tình trường. Em gái, mình trải qua mấy mối tình em? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời học sinh của em. Và mối tình gần đây nhất là cách đây 1 năm. Quen bao lâu? Dạ em quen cũng từ lúc mà tìm hiểu tới lúc quen luôn là 5 năm. 5 năm? Dạ tìm hiểu luôn chị. Rồi lý do sao chia tay? Dạ tại vì bạn trai đó không có chín chắn lắm, chưa có trưởng thành lắm. Dạ, nên lớn hay nhỏ? Dạ lớn hơn em 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi mà dạ. Còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành dạ. Nữa. Dạ. Kia nhỏ hơn tuổi kìa rồi hỏi coi sao. Đó. Em trai, em có trưởng thành chưa? Theo từ bạn bè và tất cả đồng nghiệp của em nhận xét thì em nghĩ là em đã thành công nhưng mà chưa thành đạt. Trưởng thành rồi đúng không? Dạ. Trưởng thành. Rồi, như vậy cũng tốt rồi. Nói chung là bạn qua là một quản lý. Tình. Quản lý thì chắc chắn là bạn sẽ điều hành cũng rất là tốt ha. Dạ. Chứ không khó là quản lý lắm đó nha. Nhưng mà đâu có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị. À, bao lâu cái mối tình? Mối tình đầu tiên là 3 năm cấp 3.
Còn mối tình thứ hai là khi em lên Sài Gòn em được quen được một năm. Mối tình thứ hai chứ. Quen một năm hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì cũng đó là lý do, cũng là do em ế. Thật sự thì em cũng muốn tìm người tử tế để mà yêu thôi. Tại vì mối tình thứ hai là em bị cấm sừng. À, bị cấm sừng hả? Nhưng mà em làm việc, chị hỏi cái em làm việc là em làm trong quán bar, rồi em làm event, sự kiện gì đó là toàn phụ nữ, gái đẹp xung quanh không, mà lý do sao em ế? Đúng rồi, đúng chị, tất cả mọi người xung quanh em đều hỏi tại sao xung quanh là toàn gái đẹp không, mà tại sao mày ế? Đúng. Em thì lý do nãy mối tình thứ hai của em là tại vì em bị cấm sừng một lần rồi, cho nên em rất là sợ yêu. Cho nên em mong là thông qua chương trình em sẽ tìm được một người chung thủy. Người chung thủy. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng không khó, mẫu hình dễ nhìn, cao trên 1m6, biết nấu ăn thì càng tốt, mà đặc biệt là phải chung thủy. Bên kia biết nấu ăn rồi, còn dạ. Chung thủy thì mình có chung thủy với người ta, ta sẽ chung thủy với mình thôi. Cái này cũng không khó lắm, cái thiên chức phụ nữ là chung thủy, chỉ có đàn ông là hơi gọi là... lăng nhăng. Dài chút xíu thôi. Đúng rồi. Dài một số người thôi, không có nhiều. Bây giờ nó càng ngày càng ít rồi. Rồi. À, không lo luôn. À, bạn gái, mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em quan trọng về tính cách của bạn trai hơn. Bạn nam thì chín chắn và có sự nghiệp ổn định. Tất cả mọi thứ đều phải ổn định trước. Rồi bên kia là công việc là người ta thành công rồi đó. Dạ, em hướng tới một mẫu người, một người đàn ông, một người chồng là biết làm cho vợ mình, cho bạn gái mình càng ngày càng đẹp. Wow, càng ngày càng đẹp. Tại vì em không có được đẹp lắm. Đẹp rồi, vậy là đủ chuẩn bên kia rồi. Em có muốn người yêu mình đẹp không em? Đẹp thì anh có thể làm cho em được, tại vì anh là một thợ chụp ảnh mà lúc nào cũng sẽ đẹp thôi. Vậy em hình dung bạn nữ bên này như thế nào nè? Em đoán thử coi, tóc tai, quần áo, tóc dáng như thế nào? Em thì chắc em đoán chắc cũng bạn cũng tóc, chắc cũng tóc dài, dễ thương, nói chuyện nghe giọng nói cũng ấm áp. Gái nào cũng dễ thương em, cô nào cũng dễ thương hết trơn á, đoán thì chung chung rồi. Rồi em trai qua coi đi. Không thích điều gì ở người phụ nữ? Như nãy em nói là không chung thủy thôi. Chung thủy là cái nó ai chung thủy chứ á. Còn cái tật sao nào hay là cái gì đó mà em không thích, khi mà cái người bạn đời của mình á có cái mình không thích thì phải nói ra để người ta rút kinh nghiệm. Đừng hiền xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Vậy thôi đúng không? Dạ, vậy đúng rồi. Để coi cái sự nóng tính. Em chào trời anh. Gái trời dễ thương gì mà nóng tính gì? Hả? Dân Tiền Giang hả? Dạ. Ồ, gái Tiền Giang, đặc biệt là Mỹ Tho nữa. Dạ. Ai bảo Mỹ Tho là cô gái đẹp? Ai bảo Mỹ Tho đó lại là nàng tiên? À, cô gái Mỹ Tho nào cũng dễ thương, xinh xắn như nàng tiên vậy đó. Đó là một trong bài hát mà rất nổi tiếng của Mỹ Tho. À, em có thích đàn ông làm ở quán bar không? Dạ, cũng thích. Tại vì đôi khi công việc stress quá thì em cũng phải... Đi bar đúng không? À, quan trọng là tâm hồn người ta, tính chất nội dung người ta không có bậy bạ là được rồi. Đừng nói người ta làm quán bar là người ta cứ thấy cô nào cũng liếc mắt đưa tình, nên không phải đâu nha. Nhưng mà em sợ bạn trai bên kia... xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế mà sợ gì nữa. Em làm quán bar bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 2 năm rồi. 2 năm chưa có gì vẫn ế là em hiểu rồi đó. Ta chung thủy coi nào mà coi lại tính cách của ảnh có gì lạ không? Chứ 2 năm rồi không có gì cũng lạ lắm à. Đôi khi nó thay đổi bất ngờ lắm á. Tóc tai rồi cũng màu mè lắm á. Nói chung là... mén không? Lãng tử đẹp trai. À vậy được. Mém đẹp thôi. Mém. Nhưng mà nếu nhìn càng sâu sắc càng đẹp. Có vẻ đẹp tiềm ẩn đúng không? Tiềm ẩn, cô gái bên đây xinh xắn, rất là dễ thương. À, rồi anh thấy hai người về cơ bản là đàn trai thấy đàn gái. Được phải không? Rồi để tôi coi lại. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Dạ là bạn trai ghen thái quá. Hả? Ghen thái quá chị là ghen thái quá. Ghen không có này chấp nhận làm đẹp cho phụ nữ là không đến nổi đâu, làm đẹp cho bạn gái. Dạ. Với em không thích bạn trai kiểm soát. À, của em. À, em có kiểm soát bạn nữ, bạn gái của mình gắt gao không? Kiểu như kiểm điện thoại rồi giờ giấc đi mấy giờ về mấy giờ rồi gì đó. Không đâu chị, tại vì nếu mà yêu nhau là phải quan trọng là nằm ở tin tưởng với nhau. Nên là mấy cái phần đó thì em sẽ không kiểm soát gắt gao. Vẻ đẹp tiềm ẩn ha. Tìm mới thấy vẻ đẹp ha, đẹp lắm á, tướng tá ngon lành á. Men phải không? Men chị. Bây giờ chừng nào đám cưới? Thì nếu mà theo dự định của em là nếu mà không có gì thay đổi thì năm sau. Còn nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của bạn nữ. Em được quê Trà Vinh đúng không? Dạ đúng rồi. Mình định là lập nghiệp trong này luôn hay là mình định sau này về quê? Em sẽ định lập nghiệp ở trong này luôn. À, hiện tại em đang ở đâu? Ở với ai? Hiện tại em đang ở quận 8 mà một mình. Ở một mình? Dạ, ở nhà thuê? Dạ đúng rồi chị. Lập nghiệp xong phải lập kế hoạch mấy năm mà mua nhà, mua đồ, an cư mới lạc nghiệp được, mà ở thành phố được. Dạ đúng rồi chị. Nha. Dạ. Có dự kiến gì trong đầu chưa?
Dự kiến thì nếu không có thay đổi thì khoảng 3 đến 5 năm nữa thì em sẽ mua nhà ở Sài Gòn. Rồi vậy tốt, có kế hoạch ha, mới có 24 tuổi còn trẻ mà. Trước 30 ổn định nhà cửa mới gọi là thành đạt, bây giờ mới thành công thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi cặp này cũng được, hợp lý á. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình cho hai bạn gặp mặt nha. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em với hai người bạn thân của em. À em trai hay em ruột á hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp em trai của bạn Minh nhà trai đi. Em trai coi thấy ý kiến em về chị dâu tương lai thế nào? Trai đẹp trai không? Đẹp trai không? Em ruột đó. Rồi. À, em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Rồi chào. À, em thấy thì chị khá là dễ thương, xinh xắn, cũng có thể rất là hợp với anh hai của em. Dạ em xin hết. Rồi, mời bạn thân đi. Bạn thân có ý kiến dạ, gì chào không? Anh. Dạ em nè thì về cái trước mắt cái khó khăn thì hai người thấy là khá là thẳng tính, hai người này rất là nóng luôn á, nên là nếu mà về với nhau thì phải có sự nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn. Nhưng mà thấy có một điểm chung rất là hay là hai người rất là yêu công việc, bạn Quyền cũng yêu công việc lắm, rất là ham học hỏi, cho nên là cái phần đó có thể là giao thoa được. Thì mình rất là muốn hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi cảm ơn bạn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ngoại em và bạn thân với em trai. Ồ, có ngoại có gì à? Em nữa. Rồi cho chị gặp ngoại của em. Chào ngoại. Dạ chào ngoại. Chào bác. Dạ xin chào chú Quỳnh Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ chào quý vị khán giả. Chào bà bạn trai. Dạ chào bác. Tôi là bà ngoại của Lăng Thanh. Dạ dạ. Nhận xét về bạn trai thì tôi thấy bạn cũng chững chạc, nhưng mà nhưng mà hơi nhỏ tuổi hơn cháu ngoại tôi thì thấy cũng hơi khó. Tại vì cháu ngoại tôi từ nào giờ thường nói với bà ngoại là phải lớn hơn con ít nhất 4 tuổi. Dạ. Thành ra nhưng mà cái duyên nợ thì cũng không biết làm sao. Thành ra giờ tùy cháu ngoại tôi. Cháu ngoại tôi mà thấy quyết định thôi. Chứ còn bà ngoại thì không biết sao. Ngoại bây giờ tuổi trẻ giờ á năng động lắm. Yeah. Những thanh niên bây giờ trẻ tuổi nhưng mà tài cao lắm ngoại ha. Gia nhập quốc tế rồi tất cả mọi thứ rất là nhanh, thậm chí là già trước tuổi luôn đó ngoại. Là cậu đây nhỏ tuổi nhưng mà làm quản lý biết bao nhiêu con người luôn á. Em trai nói cái gì thuyết phục bà ngoại coi. Ngoại ơi, nhưng mà con nhỏ tuổi nhưng mà con chắc chắn một điều là nếu mà hai chúng con đến được với nhau thì chúng con sẽ rất là hạnh phúc và mang được rất là hạnh phúc. Nhưng mà thường thường thì cái tôi thấy nhiều người bạn trai bạn gái bằng tuổi nhau thì khoảng 30 mấy 40 đó, bạn gái có thể cứng hơn. Dạ, đó là lý do em sợ rồi. Là cái đó sợ đó thì ta mới đặt vấn đề là chọn lớn tuổi. Ngoại ơi ngoại, bây giờ hả là ta yêu nhau thì nhiều khi là con gái lớn hơn con trai cả chục tuổi luôn, nhiều lắm á ngoại. Dạ. Thường con cũng vậy đó ngoại. Thì bởi vậy tôi cũng nói là tùy cháu thôi. Vợ là cô gái làm đẹp á là 40 tuổi nhìn hai giống như hai mấy vậy đó ngoại. À, 30 tuổi nhìn giống như mà 18, 19 vậy đó. Giờ công nghệ làm đẹp tốt lắm rồi ngoại. Không bao giờ già đâu phụ có nữ. Có gì cứ liên hệ chị Cát Tường làm đẹp cho trên mọi hình thức nha. Không không có sao đừng lo ngoại rồi. Yên tâm đi ngoại. Để hồi có hai bạn nói chuyện nhau rồi ngoại coi tính sao ha. Dạ cảm ơn ngoại. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp gỡ nhau nào. Rồi kéo rào. Trà Vinh với Tiền Giang. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cào ráo ghê, hai bên xứng đôi, tướng cao dễ sợ. Tự nhiên em gặp anh này đẹp trai quá, cái em hết muốn nói gì rồi. Cảm ơn em, anh chưa đẹp trai đâu, chút xíu nữa anh. Ngoại thấy gặp mà bối rối liền theo ngoại. Đây hai đứa đẻ con chắc cao 1m9, 2m không á. Đẹp tìm mẫn, em phải nhìn lâu lâu mới đẹp dữ nữa. Em làm ở công ty bia luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh có biết nhậu không anh? Nhậu hả? Nhậu thì anh có thể biết nhậu đó, nhưng mà quan trọng là em có biết nhậu không? Anh uống được bao nhiêu chai? Anh em uống bao nhiêu chai, anh uống bao nhiêu chai? Nếu mà em còn tỉnh để đếm được là chắc cỡ hơn 12 chai. Ủa trời ơi. Sao em uống ít vậy? Là hai vợ chồng mình ấy. Trời ơi, hai vợ chồng mình luôn. Quá dữ, quá dữ. Anh và em có thể nhậu cùng nhau được. Tại vì anh cũng làm tới trước anh làm bên sự kiện bên bia, anh cũng có chạy ở Tiền Giang rồi. Dạ. Cái gì vậy, gặp nhau tao nói chuyện tình cảm vô cái rồi hỏi bia chuyện nhậu rồi. Bia bọt liền thiệt tình luôn. Không điểm cảm nhận về người đối diện thế em nào ha? Em ngoại hình dễ thương, xinh xắn.
anh cũng có thể là thấy hợp với anh á. À, nghe nói anh nhỏ tuổi hơn em nhưng mà nhìn anh chắc được, tại vì em chỉ còn là mặt em trẻ hơn anh chút xíu là được rồi. Ừ, mặt anh già lắm. Cười đuôi mắt nhăn hết trơn rồi, thấy không? Đừng có làm đẹp cho ổng, còn mình phải mua đồ làm đẹp, thấy không? Không, dạ. Cái ưu tiên của em là chồng phải làm đẹp cho vợ càng ngày càng đẹp. Dù ví dụ như mà em lớn tuổi hơn anh nhưng mà mai mốt á, khi mà lỡ mà mình có về chung với nhau rồi á, thì anh phải luôn luôn ví dụ như là chăm sóc cho bạn gái hay cho vợ mình, và hàng ngày khuyến khích bạn gái hay là vợ mình đi spa này nọ cho càng ngày càng trẻ lên, có được không anh? Nói về spa thì anh hiện tại cũng đang làm marketing cho một cái thẩm mỹ viện của Diệu Mi dạ. Thì cho nên là tất cả anh ưu đãi chắc nhất cũng nhiều, giảm giá nhiều lắm. Đưa em tới làm không đó em, yên tâm đi em. Bây giờ quảng cáo cho ba địa chỉ rồi đó. Tự nhiên gặp anh vô cái chuyện hẹn hò đi nè. Quan điểm mà... về yêu đương, về hôn nhân thế nào? Quan điểm về hôn nhân của em á là nếu như mà em rất là thẳng tính, khi mà mình có một cái bất cứ cái bất đồng vì về trong hôn nhân á, thì mình thẳng thắn mình nói chuyện với nhau và mình cùng nhau giải quyết. Và nếu như mà lỡ mai này mà có một người nào đó, có một người thứ ba, ví dụ có một người thứ ba bước vào đi, thì anh cứ thẳng thắn anh nói với em, em sẽ cho anh đi. Nói chung là cái gì cũng phải thẳng thắn nói. Em rất là dễ. Anh cũng mong như vậy, tại vì thí dụ mình có vấn đề gì xảy ra thì có thể là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ đừng có mà im lặng hay có bất cứ gì khác. Dạ anh, ví dụ như em hơi dữ rồi sao? Không, dữ anh, tại vì anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên em yên tâm vấn đề đó. Bao lâu một lần, bây giờ cái chuyện đang ở xa nè, cái chuyện cưới nhau về ở chung khỏi nói rồi. Giờ đang yêu nhau nè, hẹn hò sao? Rồi mình hẹn hò sao anh? Thì thí dụ nếu mình đến với nhau á, thì anh sẽ sắp xếp thời gian anh có thể đi đi về thường xuyên, tại vì từ Sài Gòn về Tiền Giang chỉ khoảng 1.5 tiếng thôi, anh đi xe máy về thường xuyên được. Dạ. Rồi công việc của anh? Công việc anh nếu mà đã yêu nhau rồi thì phải sắp xếp thời gian cho nhau chứ. Đôi khi em cũng đam mê công việc quá cho nên em thật sự em cũng không có thời gian nhiều. Nhưng mà thí dụ như mình cũng hay thường xuyên nhắn tin chết chết này nọ thì cũng ok. Rồi cuối tuần anh định là bao nhiêu, một tháng gặp em bao nhiêu lần? Một tháng thì thường rồi, cuối tuần anh có được nghỉ không? Dạ được, nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. Thứ bảy chủ nhật thì quá tốt rồi, thì anh có thể về quê, hoặc là em có thể, chúng ta có thể đi du lịch một cái Vũng Tàu hay một gì đó, thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ em cũng thích đi phượt đúng không? Đúng rồi. Tại vì trên đường về quê của bạn Quyền là bắt buộc phải đi qua Tiền Giang, phải đi Tiền Giang. Bởi vì đi Trà Vinh mà không có đường nào thoát hết trơn á, thành ra em đã chặn đường đi của cậu ấy rồi. Nhưng mà giờ sau này ví dụ nè, rồi quen nhau năm đi đám cưới là em lên Sài Gòn ở luôn được không? Lấy chồng phải theo chồng. Dạ đúng rồi, nếu như mà đã tới lúc mà cưới rồi thì chồng đi đâu em đi đó. Hay quá. Lấy nhau về tiền bạc trong nhà ai quản lý? Ai quản lý anh? Dạ, chị nói lại em. Lấy nhau về tiền bạc trong nhà kinh tế là ai quản lý? Tiền thì mình có thể mình ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng nhau giải quyết. Còn em thì nghĩ là mình cứ gom một số tiền chung đi. Sau đó thì hai người cũng có một số tiền riêng nữa. Gì vậy chưa gì trơn mà đòi riêng rồi chung rồi tùm lum gì? Nó hay đó chứ. Cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung. Bây giờ chung hoài đôi khi nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Thí dụ làm cái thẻ tên hai đứa, làm lương nhiêu là chính thức là bỏ vô đó. Còn tiền ngoài mình làm ngoài thì mình để dành riêng, có thể mọi người tự sử dụng để nó thoải mái trong cuộc sống ha. Không phải như ngày xưa phải ràng buộc như từng đồng từng cắt. Như vậy thì dễ xảy ra mâu thuẫn lắm. Cái ý kiến này anh nghĩ rằng một trong những ý kiến rất là hiện đại. Dạ đúng rồi. Thẻ mà làm cái là hai người rút ra nhiêu xài nhiêu biết hết. Còn cái tiền riêng có thể mình bỏ trong túi một vài số tiền nào có thể đi bạn bè, để mọi người đừng có lo lắng cái chuyện đó ha. Cứ cái gì cũng em, anh rút cái này nha, anh em rút cái này nghe, thì nó đôi khi nó cũng mất lòng ha. Được, cái phương hướng đó anh thấy được. Về con cái thế nào? Thích con trai con gái, quan điểm của mỗi người. Thì quan điểm của em thì không quan trọng con trai con gái, dù thế nào cũng là con của mình. Dạ em cũng có cùng quan điểm với ảnh. Rồi cái gì cũng cùng hết trơn. Hai vợ chồng mình hai này hợp lắm á nha. Dân miền Tây hết mà. Bây giờ bạn trai hát tỏ tình tặng bạn gái một bài đi, trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Hát hả? Em là... hát một đoạn thôi nha, tại vì rồi. Em hát không đứng không, lên em phải phải ga lăng lên chút xíu, thuyết phục người ta chứ mình nhỏ hơn đó, mình phải trưởng thành hơn, mình phải ga lăng. Anh hát một đoạn tặng em thôi nha, tại vì anh cũng không hát hay lắm đâu. Anh xin ngồi đi. Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh thấy cũng đủ rồi. Em thấy đủ chưa?
Anh thắng sao em? Dạ. Cảm nhận như thế nào em? Dạ cảm nhận thì em không quan trọng về cái giọng anh hát lắm, nhưng mà quan trọng cái lời á anh. Cái lời thì anh hỏi em đủ chưa chứ em thấy là cũng hơi đủ rồi đó. Đủ rồi thôi, bấm nút thôi. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Cảm giác đủ là đủ, cảm giác yêu thương là đông đầy, cảm giác hạnh phúc là nó sẽ đến. Tất cả chúng ta đang nằm trong tầm tay và rất gần với chúng ta. Chỉ cần bấm nút thôi, chúng ta sẽ chính thức hẹn hò với nhau. Và khi bấm nút, chúng ta phải nhớ làm đúng những gì mà chúng ta đã nói từ nãy giờ. Mình đang đối diện với bà, ông bà, cha mẹ, với hàng triệu người thân, khán giả truyền hình đang xem. Tại ra chúng ta không thể dối con tim của mình được nha các bạn. Trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Em trai có bấm không? Tại sao em không bấm? Em nghĩ là mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn, để tới nó hay hơn. Nhưng mà tại lý do tại sao em không bấm? Tại em, trái tim em chưa có rung động á, em xin lỗi. Trái tim chưa rung động? Dạ. Có thể là một chút suy nghĩ lại, đúng không? Anh nghĩ rằng cô gái bên kia là một cô gái rất là dễ thương, rất là năng động nữa. Nhưng có lẽ con tim không rung động thì thôi, mình đành phải chịu thôi. Có lẽ hai đứa có duyên mà chưa có phận. Đừng buồn. Mình lên nhau đã đến với nhau. Ê, mình hôm nay mình gặp nhau, mình là một người bạn. Đúng rồi. Rất vui được biết em. Rất vui được biết anh. Có thể là bạn trai đang còn chần chừ suy nghĩ một điều gì đó. Thấy nó có thể cũng vì khoảng cách, có thể là vì tuổi tác, khi mà nghe ngoại nói là cũng tuổi chưa có được đúng như ý em mong muốn. Nói chung là mình còn thiếu một cái nợ với nhau, thì trước mắt mình cứ làm bạn với nhau trước đi đã, và chúng tôi tôn trọng quyết định của cả hai bạn. Bạn gái cảm giác thế nào? Gặp bạn trai và nói chuyện vậy đã là vui rồi, và em gặp được tất cả mọi người ở đây là em cũng càng vui hơn nữa. Đừng lo lắng tất cả điều gì cả, ở trên sóng truyền hình có hàng triệu chàng trai đang chuẩn bị bấm nút cho em, và cũng hàng triệu cô gái đang xem chuẩn bị bấm nút cho chàng trai. Đừng lo lắng, bởi vì quý vị không, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mỗi lần phát sóng như vậy, mỗi lần phát trên YouTube như vậy là có hàng chục triệu người đang xem. Thành ra là sau khi xem xong chương trình, có rất nhiều người gửi thư về làm quen với các bạn. Ha, hy vọng rằng trong số hai bạn sẽ có một người sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng tôi cũng có những cặp đôi không bấm nút với nhau, nhưng sau đó họ lại đến với nhau, họ yêu nhau tha thiết như là họ đã bấm nút, và thậm chí có những cặp đôi chuẩn bị cưới nhau. Chúng ta hãy cho họ những tràng pháo tay để chúc phúc cho họ nha. Rồi. Phần quà dành cho hai bạn, mỗi bạn là một phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng từ thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc để tặng hai bạn. Mỗi bạn. Gửi tặng hai bạn. Tặng các bạn bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Mỗi bạn sẽ nhận được một cái gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Em cảm ơn chương trình. Gửi tặng hai bạn, mỗi người gửi tặng hai bạn một cái voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước với thương hiệu Yakio trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn. Dạ, cảm ơn. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Hy vọng chúng ta vẫn mãi là những người bạn rất thân với nhau, có thể hỗ trợ chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.